Nếu đã một lần đến với Quy Nhơn Bình Định, chắc hẳn bạn cũng đã nghe về một điểm đến gắn liền với thương hiệu đặc sản nơi đây, bún cá Ngọc Liên. Thành lập vào năm 2007, Ngọc Liên mang đến cho thực khách nhiều loại bún được chế biến theo phương pháp gia truyền, đặc biệt thơm ngon là sự kết hợp tài tình giữa các loại hải sản tươi ngon bổ dưỡng như cá khô, cá rửa, cá nhồng, sứa, cua, vân vân. Sở hữu một không gian thoáng mát sang trọng với sức chứa khoảng từ 300 đến 400 khách, Ngọc Liên là điểm đến quen thuộc của người dân địa phương và du khách gần xa. Các nhóm khách gia đình, các đoàn khách du lịch, Ngọc Liên là vị trí tuyệt vời để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp, hiền hòa. Đến với bún cá Ngọc Liên, thưởng thức tô bún chả cá nóng hổi thơm lừng trong một không gian thoáng mát với sự phục vụ nhiệt tình chu đáo của đội ngũ nhân viên. Một sự trải nghiệm độc đáo mà chỉ khi đến thưởng thức bạn mới cảm nhận hết được. Bên cạnh thực đơn các món bún hải sản tươi ngon, bún cá Ngọc Liên còn giới thiệu đến thực khách một số loại hải sản đặc trưng khác như mắm cá cơm, mực rim, mắm khô, mắm tôm, mắm mực, vân vân. Bún cá Ngọc Liên, hãy đến và trải nghiệm sự khác biệt. Thông tin địa chỉ: quán Bún cá Ngọc Liên, địa chỉ 379 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại 056-3818-279. Website www.buncangocliên.com.